À, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi trên chương trình của Người Việt Channel và thưa quý vị, ngày hôm nay là tối thứ sáu ngày 23 tháng 8 năm 2024. Trước nhất là chúng tôi xin kính chúc quý vị có một cuối tuần bình an. Và cũng thưa quý khán giả, có lẽ là bác sĩ Ngô Bá Định hơi trái giờ. Ngày hôm qua là bác sĩ Ngô Bá Định mới là cái ngày thứ năm nhưng mà ngày hôm qua bác sĩ Ngô Bá Định đưa cháu gái đầu làm đi lên học ở Berkeley cũng xin chúc mừng bác sĩ là bậc ly à. là một trong những trường thấp than của Hoa Kỳ à, dạ chúc con gái đầu làm và bác sĩ mới trở về ngày hôm nay cho nên vui là phải làm liền à xin chào. À, cảm ơn bác sĩ dạ ch cháu đi từ thứ hai mà mới về à, mới về thì phải mặc mặc đồ đi đi đám ma bố và và chị của người bạn cũng ngày xưa học Ký mà gia đình mất mất hai người cùng một lúc, oh. à, thì à, tổ chức tại à, nhà thờ tin lành thì cháu có đến để chia buồn với lại anh. À, à, lớn tuổi chưa thưa bác sĩ. À, bác trai thì lớn tuổi mà chị thì à, cũng còn khá trẻ, nhưng mà mà một người thì chắc là bị bình thận là nặng quá, một người thì bị bị stroke. Ừ. nhưng mà có một điều mình cũng thấy là là phu nhân của người bạn cháu thì cũng đang bị ung thư ngực ừ. đang đang trị chemo nên uh, tóc cũng rụng hết thì uh, xanh lão bệnh tử cháu nghĩ là ai rồi cũng đến thế mà những lúc mà ở trên trần gian có những lúc người ta tranh đấu kinh khủng với chú. <laughs> cháu cháu hay cháu nhắc lại cháu hay cho chia sẻ hai cái toa mà với, với với bệnh nhân của cháu mấy chục năm nay là người thân của cháu, tôi nhớ là cháu không có muốn gì hết cháu không bắt buộc phải có cái gì hết càng muốn ít thì càng bớt khổ đau, càng phiền não. Cái toa thứ hai cháu hay chia sẻ với bệnh nhân là những người thân của cháu là cháu không có sợ gì hết nó không có sợ mất cái gì hết tính mạng cũng không sợ, nói với vợ con hết rồi tối nay 5 phút nữa ra đường mà biến mất là chuyện vui đừng có lo gì hết chứ đừng có nói đến nhà cửa rồi xe cộ uh, tiền tài gì đâu không, không có cái gì cháu sợ mất hết trơn <laughs> thế thì mấy bệnh nhân mới chọc nói vậy thì ông phật ông mời ông mời ông mời bác sĩ lên ngồi ngồi ngồi, 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 ngồi chung với ổng rồi nói không có đâu mình cũng nói với phật là con con không bao giờ được như ngài được tại vì con tội lỗi nhiều lắm con nhiều cái trần thế lắm thế uh, nghe vậy mới được đó nha mày vậy chứ kể nghe chứ cái gì mà làm mày phiền não nhất bảo wow. lỡ làm người tứ diệu đế khổ tập diệt đạo phải không ạ đã là một cái sự sống nào đều phải có khổ hết thì cái khổ của của con là phật ơi là danh dự trách nhiệm bổn phận binh vật công lý binh vật kẻ yếu và bảo vệ cái nền dân chủ và công bằng tránh những điều mà kỳ thị trọng phú khinh bần mà thượng đội hạ đạp mà coi thường những người cô thế hay là thất cơ ngã ngựa à, những người bệnh tật già yếu này nọ cái cái đó cái đó làm con đau khổ nhiều lắm phải tại tính con nhiều chuyện lắm à. <laughs> con, mẹ con cứ không nghĩ là con sống lâu rồi <laughs> nhưng mà nhưng mà xưa mà cháu đánh nhau mà là một tay gọi là du côn mà cỡ đó lúc lúc là năm cam không có là gì hết trơn á cháu ở ngay bên phân quân quận tư mà à thì đánh nhau mà đổ máu đầu ghê lắm à thì cả gia đình họ kéo tới có như đòi giết hết cả gia đình cháu đó mà chú biết ai là người đứng ra mà mà vừa thương lượng mà vừa tranh đấu à... chú biết ai không để giảm hoài ai à. vâng vâng là mẹ của cháu à một người đàn bà mẹ cháu nói cháu mày bơi qua bên sông kia trốn lên hay là cháu không có bơi lên sông tại vì có chuyện gì xảy ra thì sao cháu phải liều chết chứ cháu leo lên trên nóc nhà cháu cháu lên tao, cháu cháu lên trong nhà cháu núp trên trong nhà mẹ cháu cứ tưởng cháu đã bơi qua bên kia sông. <laughs> nhà cháu đây quen với lại người nhái có mấy người uh, cháu đó là người nhái cho nên cũng đỡ chúng tôi là hôm đó thì cháu nói lại những người đàn bà đừng nên khinh thường họ giống như người, người, người mẹ của bà Kamala harris nói đừng bao giờ để ai nói con như thế này như thế nào mà con phải show cho họ biết con người của con là như nào. Just show them what you are, who you are, what you can do. Don't let anybody to tell you what you are. Đừng có ai để nói chuyện đó. Cho nên cháu giống mẹ cháu thấy những điều bất nhẫn mà mẹ cháu sợ lắm, mẹ cháu không nghĩ cháu sống sống lâu được tại vì tính cháu hay hay binh vực người yếu, cháu đánh nhau những vết thẹo còn đây là đánh nhau với du đảng rồi tại vì hay. <laughs> cho nên ông Phật ông nói mày không đúng rồi, mày còn nhiều tham sân si hỉ nộ ái ố quá, mày còn mày còn hăng quá, mày còn uh, muốn. Cho nên cuồng châm tới đây mà chửi cháu và đe dọa cháu là quý vị hôm nào mà thấy cho cháu, cháu cháu chiếu một đoạn mà cuồng chăm tới đây mà đe dọa cháu thì chắc quý vị quý vị sợ rồi nha. Có à, chưa? Có chưa? Có ai tới đây cháu, cháu lúc nào cũng có hết. À, hôm à. nào hôm nào chiếu chơi coi chơi. <laughs> ok rồi. Đó bây thì, giờ thì à thưa trở lại vấn đề mà DNC đó chú nói về những người đàn bà nói về sự can đảm cái người mà dẫn đầu tiên là bà Clinton là bà là người ứng cử viên cho đảng dân chủ rồi từ đó mới đưa đến có những người phụ nữ như bà Nancy Pelosi thôi là những người đó là những người đưa cho những người nhưng mà những người đó là người da trắng chính thức cái người da màu Nam Á mà người da màu mà người da đen nữa cháu nghĩ người đó là bà Kamala Harris có mà nói mà phụ nữ nói chung á, thì phải nói là cái bà nào từ đó năm 1960 mấy bà không có được chọn làm ứng cư viên cho đảng à, cho cái cái đảng nào đó cái đó năm 1960 mấy lâu rồi nhưng mà chính thức phải là nói bà Nancy Pelosi với lại bà Hillary Clinton thì đến bây giờ mình thấy Kamala Harris là người như thế nào thì những cái gì mình thấy đảng dân chủ cộng hòa nó trái ngược nhau một bên là đoàn kết lại tranh đấu cho tất cả mọi người chú còn thấy cháu cháu muốn bật đèn Được. lên tí nha vâng xin lỗi quý quý, khán giả nha rồi bây giờ bác Được. sĩ đọc ra thì mình trở lại cái vấn đề là cái cái sự cái DNC nó nó hoàn thành rất là mỹ mãn Tuy nhiên mình không thấy Beyoncé, mình không thấy Taylor Swift. Cháu nghĩ Beyoncé Swift có thể là cái đoàn chiêu thức cho đến tháng 9, tháng 10 mình để dành. Cháu nghĩ là nếu mình đánh, mình mình đánh vừa vừa thôi, mình còn phải để chiêu thức mà để mà để đến tháng 10, cuối tháng 10 chứ. Mình không nên tung hết đoàn, mình tung hết đoàn đó. Và bên kia nó không chết, á, nhiều khi nó quật lại thì mình nguy hiểm lắm. Trong lúc mà đánh võ hay là tập trận hay là những cuộc chơi banh, bóng rổ, thể thao, bất cứ cái gì vậy mình đánh vừa đủ vừa đủ để thắng mình không nên đánh hết sức bị thủ mà không chết thì nó lúc đó mình không còn cái gì để mà đánh nữa thì lúc đó mình mệt cho nên cháu nghĩ là có một điểm yếu duy nhất là cháu thấy là không có Taylor Swift không có Beyonce hát cái bài Freedom hay là uh, sẽ không còn im lặng nữa cái cái bài hát này hay là cháu nhất thích nhất là cái bài mà uh, Die with a smile đó của <laughs> của bà Lady Gaga với lại với ông Bruno Mars, Và những cái bài hát rất hay thì mình từ từ sẽ đến. Còn nói chung tất cả đều rất là thành công. Tại vì bên đây là những người mà ăn nói rất là hay, những người nói là có văn hóa, có giáo dục, nói sự đoàn kết, mọi người đều thăng tiến hết. Tất cả mọi tầng lớp không dân chủ cộng hòa không có giai cấp hèn nghèo hay là cho dù tỷ phú hay là người nghèo hôm đó gì đều cũng đều có thể thăng tiến hết đều có thể ghét ở hết chứ không phải ghét bài là cái sự chan hòa mà cái chính sách policy của bà Kamala Harris bà nói đó mà chính những tay mà sừng sỏ mà chuyên môn mà mà nói xấu đảng dân chủ hạ bệ những tay như là Brit Hume hay là Bayer hay là bà burino hay là bà Martha McCollum sau khi nghe bà cái diễn văn của bà Kamala họ mà nói là chưa bao giờ thấy một người nào nói một cái diễn văn mà nó fierce mà nó fearless mà không sợ hãi mà là hùng mạnh mà vững mạnh như thế à, cho nên chính họ nói rằng nếu mà ông Biden mà nói thì chắc chắn không bao giờ được như vậy tại ông Biden sẽ fumble stumble <laughs> làm sao? Tại vì ông Biden là 81 tuổi rồi mà thật ra ông Biden là bị cái bị nói nói vấp nữa thì chắc chắn là nhưng mà cháu nói cháu vẫn nếu mà cháu còn cộng đồng Biden đó ông Biden cháu vẫn nghĩ ông Biden sẽ nói một cái cái speech rất là hùng hồn rất là hùng mạnh cháu cháu nghĩ là rất là hùng mạnh cháu tin là nhưng mà cái đó là chuyện qua rồi từ mấy tuần này chú biết không những con số mà Donald Trump tất cả những người bên Fox News CNN, MSNBC, tất cả những đài đều nói cuộc thành công DNC rất là thành công mỹ mãn gần như là perfect luôn chú những câu nói của bà Michelle Obama đó. ông ông Trump ông muốn những cái black chop hoặc là những câu nói của ông uh, Barack Obama đó ông nói là không biết tại sao mà ông Trump ông nói giống như cháu quý vị đó không ông Trump ông là người rất là weird ổng là đàn ông mà ổng so sánh cái sai của ổng là cái sai của người đàn bà <laughs> cháu, cháu không biết thì sao mà, mà, một người đàn ông mà cứ so sánh cái sai mà ông buồn ba ma, ông, ông để hai ngón tay là cái sai à, mà đối với cháu ông đó tay tay đo lòng trong rất là weird à, cứ so sánh cái sai của mình với lại một sai người khác mà phải chứ cái sai người khác là người đàn ông nói chứ mà so sánh cái sai cái kích của mình cái thước của mình á của mình lo là so, so lại like kích thước người đàn bà là làm sao đó là đó là vui <laughs> cháu nghĩ cháu nghĩ cũng giống như ông và bà, hay là ông đã viết cái bài diễn văn cho bà bà nó cũng có đồng sự ý nghĩ của cháu <laughs> cái nỗi ám ảnh về cái kích thước đó <laughs> ok thì giống như cái cái à, bà Michelle Obama cũng vậy bà cũng nói cái vấn đề ông à, Donald Trump ông có những cái điều kỳ lạ quái không? À, thì mình thấy bên đảng dân chủ họ đoàn kết, họ vui tươi họ ca hát, họ nói chuyện, họ nói về những chính sách, những nghị chương trình nghị luận nghị sự, à, những cái 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 tương lai đất nước cái sự đoàn kết như thế nào. mình thấy không? cái hình ảnh của bà Kamala Harris, cái khuôn mặt, cái giọng quý vị mà nghe qua bên cái tiếng nói không đó thì có thể nó yếu, nó nó không có mạnh vững mạnh à, mạnh như là ông Obama à, hay là mạnh như ông uh, John Kennedy trong quá khứ hay là mạnh à, à, nhưng mà quý vị khải thấy cái mặt của bà Kamala cái ánh mắt quý vị thấy không cái tay đưa và cách nói của một người phụ nữ mà nói trước bao nhiêu tỷ người đang nghe đó tổng cộng là 20 25 29 triệu người thu non nha, yeah. nhưng mà cái đó là chỉ có tại vì trong khi một cái thu non đó, quý vị có thể là năm mười mấy chục người đang lắng nghe hoặc chung với nghe trên cái số lượng mà trên rất ư là nhiều chưa nói là những thế giới sẽ họ sẽ coi tại vì thời điểm thời gian khác nhau trên cái số lượng người coi tôi nghĩ là không dưới bao nhiêu trăm triệu người cho nên nếu mà thấy bà camera mà nói cái ngón tay đó, cái mặt ánh mắt của bà đó cái môi bà nhếch này nọ đó, đó thấy cái sự vững mạnh của bà một người phụ nữ mà đứng lên nói trước bao nhiêu trăm triệu người trên thế giới là điều đó khó làm lắm quý vị cho nên nếu quý vị mà nghe radio, nghe cái tiếng không đó, quý vị không cảm nhận được cái cái mà những người mà MSNBC là CNN hay là chính những người đài Fox News đó, cái speed của bà rất là fierce and fearless. Tức là rất là năng nổ, năng nổ và là không sợ hãi. Đó à, thì, thì thì chú thấy không có những người bên đảng cộng hòa cũng lên nói ông, ông Kinzinger ông nói ông Kinzinger ông nói, ông ông nói rất là hay Ông nói tôi biết những người bên đảng dân chủ là những người yêu nước. Bên Cộng Hòa cũng có nhiều yêu nước. Nhưng mà bây giờ đảng Cộng Hòa đã bị hai chác bởi Donald Trump rồi. Đó là một lũ hèn nhát bán nước. Những lũ mà tham quyền cố bị những lũ mà bị Putin Donald Trump giữ những cái tài liệu bí mật mà nói những điều mà thân bại danh liệt những điều mà thương luôn bại lý mà tụi nó làm hay là tụi nó bị lấy tiền bị mua chuộc rồi bây giờ không làm là là tụi nó sẽ bị xử một là biến mất trên trái đất này hai là đưa ra những cái điều mà xấu xa tội lỗi biết bao nhiêu đứa cháu có một cái list khoảng chừng 100 cho đến giờ là cháu 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 cũng để trong đây được 140 mấy những người mà đảng viên đảng cộng hòa mà vì lý do gì đã bị ở tù hoặc là bị chuẩn bị ra truy tố vì những tội mà quý vị đọc mà quý vị nghe quý vị rùng rợn thấy con người luôn thấy sợ luôn cháu nghĩ có thể là những đứa này trong đây mà không làm theo điều mà Donald Trump nói hay là Putin nói phải làm cho nó bị lật tẩy ra. Thì cháu nghĩ cái đám MAGA bên bây giờ đó đa số là tụi nó. chân nói tóm lại bên đảng Dân Chủ như thế nào bên Cộng Hòa Donald Trump những cái lời rất là chia rẽ gây loạn làm cho anh em huynh đệ tương tàn nói những điều mà để mà xa cách để người ta gây hận thù cái đám Mỹ trắng cuồng điên hay như cái đám mà Việt cuồng Trump ở bên Bel Air Lưu Sài Gòn bên đây đó là nó có sự thù ghét hận thù chuốc thù báo án giống như cái cái năm tháng mà 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 cộng sản mà đấu tố ở ngoài bắc hay là cải tạo hay là cải tạo tư sản ở bên miền nam đẩy đi kinh tế mới nào chỗ theo đó thì nó, nó giống như cái điều mà nhắc lại cho nên nó sợ mà quý vị nên ngô với định tôi đó lên trên đài tv đó không bao giờ dám nói dùng chữ chủ nghĩa không bao giờ dám dùng cái chữ là giai cấp công nhân hay là công đoàn lao động tại vì hay là những chữ mà dân chủ xã hội chú cháu đề nghị quý bà con cô bác nếu mà có lên cũng tránh những chữ đó đây tại vì rất là nhiều người Việt Nam ở đây đã sống với Việt Cộng sống với lại cộng sản đó họ giống như là những người đã đập đập kích rồi đó và những người mà con chim nó bị ná đó họ nghe mà cái chữ mà chủ nghĩa ngố đi mày là cộng sản phải không nó nghe cái chữ mà Ồ oh, giai cấp công nhân đó ô cố định mày là cộng sản phải không mày là cộng sản không nói cái chữ mà dân chủ xã hội mà an sinh xã hội có chữ xã hội mày là cộng sản phải không cho nên cháu không bao giờ dùng cháu dùng cái chữ là những người làm việc thợ thuyền đúng không biết cái giai cấp cái đảng dân chủ này họ tranh đấu ông Biden đó tranh đấu biết bao nhiêu về thuế về cái family leave về cái child tax credit những người đi làm nghèo họ làm nó họ phải có tiền để mình đưa con giữ trẻ họ mới tiếp tục đi làm Chứ bây giờ đi làm mà tiền không đủ để mà Hay là chỉ vừa đủ để mà dự, Đưa con trong cái nhà giữ trẻ Thì đâu có ai muốn đi làm nữa à, Những cái chuyện Cái lunch Cái đồ ăn trưa cho trẻ em trong trường học Và những chuyện là medicate cho những người mà Cái, cái tiền lương đó Nó thấp à, Họ tranh đấu như vậy đó là chiến đấu cho những người mà giai cấp thấp, những người mà lao động đó chú, những người mà công nhân đó chú nhưng mà không đừng bao giờ dùng chữ lao động, công nhân, công đoàn gì trong đây đó. Tại vì nghe chữ đó những người mà đập kích rồi những người mà mà, mà 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 bị chim bị ná những người mà đầu óc họ mê muội, họ đốc là, là trình độ văn hóa về họ không có được cao đó. Họ nghe hay là hay là họ cố ý nữa. Ngô có định ơi mày tại sao mày dùng chữ? À, xã hội trong đó mày dùng chữ chủ nghĩa trong đó, mày xài xong mày dùng chữ lao động trong đó, mày dùng chữ công đoàn công nhân trong đó, mày là việt cộng hả? Tại vì người Việt Nam sống bao nhiêu năm với chế độ cộng sản rồi, cái đám cộng sản nó đưa những lời mà tranh đấu cho sự bất công trong xã hội, tranh đấu cho sự công bằng giữa các giai cấp, những lời mà Hoa Mỹ rất là hay, tranh đấu cho người nghèo người lao động không có để mà đứng ở trên mà chớp bu mà tỷ phú giàu có những ông phú hộ đó mà bóc lột những người lao động à hết đưa những cái hình ảnh nó nói một đàn như là, là mà nếu khi mà làm lên làm chiếm được chính quyền đó, vũ trang chiếm cướp được chính quyền đó, thì nó trở thành một giai cấp tư bản đỏ và giai cấp mà vương triều những cái gọi là thập nhị sứ quân mà đứa nào nó nó ăn nó hưởng mình ngõ chú theo thì cái điều đó những cái điều mà tranh đấu với người giai cấp mà nghèo khổ thấp cổ bé họng những giai cấp lao động thợ thuyền đó nó không còn nữa nhưng mà cái tội như thế này nè những người Việt Nam chúng ta đã sống với cái chế độ của cộng sản đó lâu năm rồi cho nên bây giờ qua đây nghe ông Hoàng Bách hay ông Ngô với lại ông Nguyễn Hoàng Duyên hay chị Bùi Như Mai mà dùng cái chữ mình Đảng dân chủ đang chiến đấu tranh đấu đang làm việc vận động những cái luật pháp luật dự luật những cái chính sách quốc gia này nọ, quyến sách xã hội nữa để giúp cho những người mà thợ thuyền, những người đi làm á, làm công đó. cho nên dùng cái chữ những người mà công nhân một cái nghe nói, ô mày là cộng sản, đó, mày dùng chữ công nhân với tao, cho nên, cho nên quý vị tránh dùng cái chữ công nhân, công đoàn giai cấp lao động dân chủ xã hội mấy cái đó là nghe nó là nó Chốc mũ lên là cộng sản liền bây, bây giờ thì đặt câu hỏi với bác sĩ thì bác sĩ nghe bà camera nói ngày hôm qua tuyên bố và đặt cái bài diễn văn khoảng 38 phút để khi mà nhận cái chức cái vụ cái trách nhiệm mà đảng dân chủ giao phó đó thì bà ok rồi thì ngày mùng 10 tháng 9 này là có cái cuộc debate đầu tiên cuộc tranh luận à. đầu tiên giữa Donald Trump và bà Harris thì dưới cái nhìn của bác sĩ ông Trump có đủ cửa để mà ăn thua đủ với bà Harris không vâng thì cho cháu nhắc lại cái lần này cái cái câu nói mà bà Michelle Obama cũng đã từng nói mà mẹ của bà Kamala Harris đã từng nói đừng bao giờ mà tham thiền về vấn đề bất công trong xã hội mà phải làm cái gì đó do not worry about injustice do not complain about injustice you have to do something about it cho nên cháu cháu thấy cái gì mà bất công mà anh phải ý, ý mạnh hiếp yếu mà 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 hà hiếp người ta mà mà, mà là 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 cháu khó chịu lắm. cho nên, cho nên cháu có thể mất mạng đi. <laughs> cháu thấy những chuyện đó là là cháu không thích. Vâng, cho, à, cho nên cháu thấy những người đàn bà này nói những câu nó hợp với mẹ của cháu. Mẹ của cháu là người rất là kiên cường, không có sợ gì hết bà không có sợ cái gì hết. Thì rồi bà lên bà. mẹ của cháu là đi lên tòa lên quốc hội mà cầm len với là tôi muốn tịch thâu nhà của cháu mà lấy hết đồ đạc rồi nó muốn đuổi xuống kinh tế mới mà mẹ cháu phải đi chiến đấu ghê gớm lắm à, một thân một mình có 5 feet 1, 5 phút 2 mà người nhỏ xíu à mà, mà đi từ sáng đến tối mà thì, cháu thấy những người đàn bà này cháu rất là nể phục đừng có tham thuyền về vấn đề mà bất công mà không có công lý hết mà chúng ta phải làm cái gì đó we have to do something quý vị ạ cho nên quý vị cái ngày tháng trước khi để cho trả lời của chú năm tháng 11 này đó chúng ta phải đi bầu đi bầu đi bầu chúng ta phải gây quỹ gây quỹ gây quỹ donate donate, donate. chúng ta phải phone bank phone bank như cháu đăng ký cho những cái tổ tổ chức và cháu gọi cho những người Việt Nam ở những bảy cái tổ ban chiến địa đó để kêu gọi họ bầu cho đảng dân chủ đó là quyền lợi của họ họ mà nhắm mắt nhắm mũi mà bầu cho Donald Trump từ là họ tự giết họ từ vote against their interest cháu nói thật cháu xin nói thẳng luôn nhiều người ghét cháu về vấn đề này cháu nói cái mà không nhìn nhận ra Donald Trump Màu tay là bất nhân vô đạo đức bán nước hại dân cái tay mà dâm ô mà tham nhũng mà gia đình chị mà độc tài ái kỷ muốn làm độc tài nước Mỹ mấy tay mình nói láo nói xạo kinh khủng gian manh điếm đàng đúng một chút là gây quỷ quỷ ma đó mà không nhận ra cái xấu này đó đã là một cái tội rồi chứ đừng có nói là bầu cho đó nào xong nữa cái tội nó còn tội gấp 10 lần lên nữa đã không nhận ra một con quỷ con ma mà một cái đứa mà có thể gây hiểm họa cho nền dân chủ Hoa Kỳ nền an ninh Hoa Kỳ và cái sự đoàn kết cái sự an toàn cái sự mà sống chung hòa bình của những màu da sắc tộc trong Hoa Kỳ đó là nó là một cái tay sai mà con chó con chó gì ha chó săn cho Putin đó, để mà giết hại nước Mỹ này làm y suy yếu nước Mỹ này muốn đưa nước Mỹ trở thành một cái nước độc tài phát xít mà đám Mỹ trắng cuồng điên có súng thích súng những đám Mỹ trắng mà 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 mà, mà chính thống giáo cơ đốc giáo mà chủ nghĩa mà dân túy bài ngoại mà neonazi tân quốc xã đó hả mà không thấy điều đó đã là một cái tội rồi cháu nghĩ là luật nhân quả sẽ theo đuổi những người đó trước mắt rõ ràng là con cháu của họ những đọc tiếng anh hiểu tiếng anh họ biết được cái tinh thần dân chủ nước mỹ bên đây họ nghe những cái tin tức dòng chính họ về họ nghe bố mẹ những người cuồng đó mà nói thôn ông trump nên làm thiên sứ làm cái người mà chúa gửi xuống để mà bình loạn cả thế giới này mà giết cộng sản mà đem cái nước việt nam cộng hòa để thay thế cho Cộng sản Việt Nam bên nước Mỹ Và dịp hết thằng tàu, cộng sản tàu. Trời ơi là trời, cái người mà làm làm tổng thống chỉ lấy một đồng lương, cái người mà những đứa con được 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 đẻ ra là rất là đàng hoàng. So đây coa uh, Hunter Biden con ông Biden. Trời ơi họ không thấy những cái hồ sơ mà Eric Trump, Donald Trump Jr. nó bị 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 drunk driving và bị ma túy rồi những cái hồ sơ ở trên internet mà cái đầu không có phải là ngụy tạo nữa. Mà đưa con mình đó, Cái tay mà uh, Ch Ch Charles Kushner đó, Là cái tay mà Anh gian hối lộ đôi trong nhà trắng Mà không có kinh nghiệm hết Mà hối lộ cả 2 tỷ của thằng Ả Rập Saudi Để mà bỏ vô cái Affinity Funding Investment đó. Cái 2 tỷ là tiền hối lộ Chưa kể đó, đó Lấy thêm 1 tỷ của đám tụi Ả Rập nữa Để mà Thông qua cái chuyện mà bán vũ khí mà nó lên tới cả mấy trăm tỷ luôn gần 90 tỷ luôn cho nó thấy những chuyện anh nha cái gia đình và cái cái chuyện quá khứ của Ivanka đó có ngồi dính líu mà lúc ngồi chung với lại Donald Trump này có thể không biết có Jeffery à, Jeffrey Epstein trong đó có những cái hình cháu quên rồi à, những cái đó người ta không muốn môi móc nhưng mà nói đó mà gia đình Donald Trump đã ly dị hai lần đã lấy bà này lại ngủ chung chạ với là người khác rồi lấy người đó rồi lại chung trà với người khác rồi lấy bầm màu lê thì trong khi bà mới đẻ đứa con ra được mấy tháng thì lại lên chung cái giường ở theo hồ đó ở chung này vậy mà nói là gia đình trong là gia đình đàng hoàng dạy dỗ con đâu đâu đó có những, những người những người điên khùng nên là trong đây những người đó mà không thấy cái điều mà ác quỷ bán nước hại dân phản quốc ở Donald Trump đó. những cái tài liệu mà bí mật mà đem về Morago để mà làm gì đưa cho ai một đứa, một cái 10 inch hồ sơ tuyệt mật đã biến mất là đứa cho ai tại sao biết bao nhiêu mà tình báo gián điệp của Hoa Kỳ và thế giới năm 2019 đó, chết quá trời luôn bị bắt bây giờ cả nước Hoa Kỳ bị xáo động lên những vấn đề mà gián điệp với lại với lại những người mà mật vụ khắp nơi trên thế giới chuyện tình báo trên thế giới cho nên những người mà không thấy những điều như vậy đã một cái tội rồi mà đang còn bầu cho thì con cháu họ đó họ thấy những người mà cuồng châm như vậy đó chú tự nhiên nó họ không thấy là đây là không phải là một cái mô hình để mà họ noi theo không phải là cái mẫu mực cha mẹ mà họ nói theo cho nên cái đám con cháu đó ít bây giờ nói chuyện với họ lắm họ có cái sự disconnection cái sự xa cách ngại ngần mà họ các đám con cháu nó không có nói ra nó vẫn thương bố mẹ chứ nhưng mà rõ ràng trong tâm não của các cháu đó bố mẹ không phải là những mẫu mực không có những người mà mẫu hình lý tưởng mà cho con cháu nó theo tại họ biết là trong tâm khảm của cha mẹ nó đó đã không nhận ra mà còn làm theo ủng hộ của tay bất nhân vô đạo đức, láo xạo bán nước hại dân phản quốc mà đang làm những chuyện mà cùng con chó săn mà làm cho thằng Putin mà làm giết hại nước Mỹ, chia rẽ nước Mỹ, gây loạn nước Mỹ này. Cho nên quý vị đã nói tất cả 15 người tất cả đều khen cái DNC, khen cái diễn văn của bà, cái bài diễn văn của bà. Kamala Harris nhưng mà chỉ có Donald Trump ở trên X là nói xạo nói 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 những điều xấu xa về bà Kamala Harris. Rồi khi mà gọi hotline vô trong Fox News đó chú. Không. Khi mà gặp ông B với lại bà Martha McCollum đó thì nói lăn nói cùi nói láo nói xạo là hai người này nói là chúng tôi phải đi. We have to go nào. <laughs> người ta cắt tay này ra tay rất là quê sệ mà tay này quý vị nên nhớ hắn ta thật không ngu hắn ta cố ý nói là hắn ta dẫn đầu trong Hispanic thật là nói xạo ngày hôm nay nè cái số điểm mà trong những người mà thăm dò trong những đám người mà Latin American Hispanic đó, là bà Harris dẫn 22 point cách một tuần trước bà dẫn 17 point ông đâu 53 trên 36 bây giờ lên 22 point rồi đối với người mà Black những người cộng đồng mà Châu Phi đó gốc Châu Phi đó là bà Harris đang dẫn 64 point 64 point tuần này chú còn ổng nói ổng ổng dẫn trong trong black luôn ổng nói trong cái cho người đàn bà ổng cũng thắng luôn về woman á bà hết dẫn ông Trump mười ba phôi mười ba cái đây mới cách đây một hai ngày đấy chú cho đến ngày hai mươi một những cái phô này mà cháu mới bị đọc là cho đến ngày hai mươi một là cách đây mới có một ngày rưỡi hai ngày thôi mà đo Trump trong quý vị tại sao vẫn miệng nói đưa những con số mà láo xạo là tôi đang dẫn anh dắt Điều đó hiển nhiên là Chú Bách và quý vị biết tại sao không? Hắn ta chuẩn bị cho một cuộc nổi loạn Hắn ta muốn nói cho cái đám mà cuồng điên Mà có súng Mỹ trắng cực đoan mà Nó thù ghét người dân da màu tị nạn Chúng nó không thích những người mà Tị nạn từ những cái đất nước Mà không phải là da trắng Mà Bắc Âu Đông Âu của tụi nó Tụi nó không muốn Cho nên quý bà con các bác Ở Belle, Little Sài Gòn Ở Virginia, ở bên Fairfax Bên Florida hay những thế mà Đừng có đừng có nhận giặc làm cha mà nhận Marco làm tổng thống có làm những chuyện đó hả tội tình lắm đi karma đó luật nhân quả sẽ đến thăm quý vị không ít thì nhiều chắc chắn luôn tại vì bản chất của quý vị như thế nào quý vị mới nhận một cái đứa mà bất nhân vô đạo đức nói láo mà mấy chục ngàn lần mà muốn bán nước hại dân mà nói những điều chia rẽ hận thù để cho anh em giết nhau nồi ra sáo thịt lưỡng bại câu thương đó, làm những chuyện mà đội Putin đó, nó nghe nó tất cả những gì mà Donald Trump làm mà Putin thấy là Putin thèm chảy nước miếng mà vỗ vuốt dâu và nói thằng đệ tử con chó săn của tao làm rất là tốt quý vị theo thì những người như vậy đó chắc chắn sẽ nhận cái luật nhân quả quý vị xem đi nhìn chung quanh những người có thể là những người thông gia những người mà bạn trí thân 34 triệu năm những người nằm trong nhà thờ hay cùng chỗ làm quý vị những người mà trong lớp học những cái gì quý vị mà những người mà cuồng châm á, kết quả hiện giờ ở trong tương lai không có không không có tốt đẹp đâu nếu không nói là nó sẽ nhận những những hậu quả tại vì bản chất cái DNA của họ là bản chất ác có cái máu ác như đó là trong thích trừng phạt người khác thích báo thù người khác thích đấu tố người khác thích cải tạo người khác bỏ tù đó thích làm cho người khác đau lòng sát muối đó là trong nói những điều láo xạo trên chu là đang dẫn gác tại vì khi mà hắn ta thua vào tháng 11 này thưa chú thì hắn ta sẽ nói là tao đang tao đang dẫn cái mà bao nhiêu mấy chục thôi mà mấy tháng này tao đã chỉ cho tụi bay rồi bây giờ tụi nó ăn gian cho nên bây giờ chúng ta phải làm sao đây chúng ta phải đứng lên này nọ đối với cháu cháu là putin hả thắng hay thua thì không cần biết miễn là đất nước phải loạn lên thôi phải làm sao cho đất nước này loạn lên mỹ trắng phải lấy súng ra giết người này nọ thôi phải có tuy là không có thể là civil war toàn diện nhưng mà phải có những cái cuộc nổi dậy giết người này nọ tại vì Putin muốn làm chuyện đó cho nước Mỹ mình. Cho nên Donald Trump bây giờ đã chuẩn bị điều đó theo lời Putin mà làm, là phải nói là hắn ta đang dẫn trước, hắn ta đang gác trong cái phò, hắn ta đang chiến thắng để mà đến tháng 11 khi mà hắn ta thua, anh ta nói là tụi nó ăn gian thấy không? Tao đang gác quá trời mà tại sao nó nó thắng là chuyện vô lý tụi nó ăn gian. đó Donald Trump đang làm những chuyện người ta nhìn vô người ta có thể là muốn ói luôn hay người ta cười sặc mũi người ta luôn nói rằng này nói chuyện mà sao mà nó ngu đần mà nó nó láo xạo một cách chơi trẻ như vậy nó không có đâu đều nằm trong cái toàn tính là đến tháng 11 mà thua đó hắn ta sẽ ăn vùa thua giật sẽ nói láo nói xạo lên ô tụi dân chủ ăn gian anh, anh tụi mình phải nổi loạn chúng ta phải thưa kịp để thưa kiện bao nhiêu điều kiện lên trên tối cao pháp vị chỉ cần tối cao pháp vị chuẩn thuận cho một hai cái ca thôi mà cái tiểu ban nó không có trưng bày được cái kết quả bầu cử cuối cùng đó thì không có ai được đủ 270 cử tri đoàn lá phiếu cử tri đoàn thì hạ viện nó sẽ bầu Donald Trump làm tổng thống cái đó là nằm trong cái kế hoạch của Donald Trump và bọn Putin chúng độc tài trên thế giới là mày cứ nói mày đang dẫn mày đang thắng đi để đến cái ngày 5 tháng 11 khi mày thua đó mình mới có cơ hội mới có lý do chính thức để mà thưa kiện lên những cái tòa án nhất là tối cao phát viện bác Chúng sĩ còn 2 phút nữa bác sĩ bác, bác sĩ, sĩ, sĩ còn giờ hai, hai nói phút đến ngày năm là, là ngày 10 tháng 9 này cháu nghĩ quý vị sẽ thấy Donald Trump vẫn leo lẻo cái miệng chém chép, chém chép chém chép chém chép mà nói mà không trả lời câu hỏi cái câu hỏi cho một ông nào cũng nổi tiếng ông nói kỳ này Donald Trump sẽ implode tức là hắn ta bị quê bị làm nhục quá hắn ta có thể là Show cái bàn, cái podium mà bỏ đi luôn ha? Ha? Ông đó đoán là Donald Trump sẽ Sẽ nổi lên cơn điên Tức là bị psychosis Là bị cân cân thần kinh thác loạn Ngay trên truyền hình Trên toàn thế giới coi Ông đó ông đoán là như vậy Nhưng mà cháu nghĩ chắc là không có đến nổi như vậy Nhưng mà quý vị sẽ thấy một Donald Trump giống y như lúc trước Hắn ta chỉ nói những gì hắn ta muốn nói Để cho đám mà Mỹ trắng cuồng điên Mà cực hữu, cực đoan Mà thích súng, mà thích nội loạn, mà ghét cây ghét đắng Những người di dân da màu tị nạn bọn nó nói là am sick and tired tụi bay, tụi bay về đất nước của tụi bay đi, tụi bay đừng có tới đây nữa, đây là đất nước của tụi tao, đây là một quốc gia chỉ có màu da trắng rồi của người da trắng, đây là quốc gia chỉ có một nước có cơ cơ đốc giáo chính thống giáo rồi chứ không có đạo giáo gì hết, không có cái Phật giáo, không có Hindu hay là Jewish không có đạo cao đài hòa hảo, không có Phật, Ấn Độ giáo gì trơn không có không có gì hết mà đây là đất nước Christian chỉ có một tôn giáo mà thôi tất cả trường học tư hay công gì đều, có 10 điều răn của Chúa trong đó. Ở quý vị thì quý vị nên thấy cái DNC thấy những người da màu nè có những người da nâu đen trắng đều có đầy đủ hết. Dạ. Yeah. Thì lại có có cái bác này bác gọi cho cháu cho nên cháu cũng nói luôn này cháu cho để cháu ở ờ. thì chú thấy ông ở DNC đó nó có đầy đủ hết, có những người tầng lớp khác nhau. cái ông ông war sao chú thấy ông rất là hay là một thầy giáo mà là football coach và J.D.Van nói hắn ông không phải là ông là assistant, ông là defense coordinator, nó no, ông là người coach đàng ngoài nhưng mà head coach thì không cháu không không biết uh, coach miễn là ông là coach nhưng mà head coach của đội banh không cháu không không biết cháu phải tìm hiểu nhưng mà chắc chắn ông không phải là defense coordinator, ông cũng không phải là assistant coach, yeah, nên nếu mà nói nói là nói cho đúng phải là nói nó láo cho nên chúng ta thấy ngày 10 tháng 9 này đó là trong sẽ nói bậy nói bà không trả lời câu hỏi mà nói ác người ta mà nói không có nhân chứng vật chứng không có tài liệu không có dữ kiện không có số liệu không có thống kê không, không có không có chính sách nghị luận gì chơi nó chỉ nói là am the best mai the best những cái năm tháng nói lao nói xạo cái năm mà đại dịch vô đó hả hắn ta phải bỏ vô làm cái nợ trần lên tới thêm 7 cho đến 9 ngàn tỷ đô la bị mắc nợ thêm và mất chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ có tê tổng thống nào mà cái số lượng việc bị mất đi nhiều bằng đó nào trong cái thời đó mà là... cái thời của ông Biden là có 10, gần 17 triệu cái job created mà kinh tế hôm nay chú thấy ông thì bên ông Power bên mà Fed rate đó, cái lãi mà liên bang đó chú lãi suất ông nói chắc chắn là đến tháng 9 này chắc chắn là sẽ tăng lên. Cháu là chắc chắn là phải tăng chấm 5 chứ không thể là chấm 2 xuống, Giảm xuống à là giảm hay là giảm xuống chấm 5 là chứ không phải là chấm Thì dạ. chú thấy không? Cái viễn tưởng kinh tế nó rất ư là tốt mà chưa bây giờ mà có những người kia họ có một tay rất là ngu đần. Cháu nói cho đó, cái đám mà cuồng châm trên Facebook nó nói chuyện với cháu hơi là chửi DM <laughs> cho nên cái người, người ta phải ta phải tại sao mà nói chuyện với nhau hơi mà nói bí á tá là Xin lỗi cái ông đó, cái tay đó chửi địt mẹ đó <laughs> Chửi mày tao. cho nói nói đó phải có nhân chứng vật chứng tài liệu thống kê con số và bài bản này nọ đó thì thì nói nó mới hay. Cứ nói hơi tức quá nói không được là chửi đêm mà. Tay đó cái tay tên là uh, cái gì? David Ba Lewis uh, uh, giống như cũng có cái tay Banda gì uh, uh, Iron gì, nhiều nhiều tay lắm. Khi mà nói chuyện cháu đưa ra những cái minh chứng, cháu nói phản chứng đi đưa con số đi đưa bài vở đi đưa tài liệu đi chứ đừng có nói nói ý như đó là trong của tao là nhất tụi dâm chủ là như thế này tụi 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 bay tụi uh, bay lần là như thế này toàn là nói không à toàn là đưa ra những cái ý kiến riêng của mình không à mà không có những cái con số không có dữ kiện không có những cái gì tính cách khách quan hay là những cái bài bản mà nó có bề thế của những người mà viết cả mấy chục năm nay hay những cái hay thông tấn hãng thông tấn mà có tới hai ba trăm năm uy tín bao nhiêu đây không có cái bài ở trên toàn là chửi toàn là nói xấu người ta hạ bệ thì đó nào trong jd van cũng sẽ nói như vậy nhưng mà bà. không đưa ra một cái vân chứng nhật chứng gì trên còn bà Kamala harris chúng ta thấy người lớn làm nói chuyện từ tốn nên nhớ bà là prosecutor cái thời của bà là bà bắt tù nhiều lắm những tay mà truck cartel mà liên quốc luôn đó từ bên mỹ từ những nước khác tới là bà bắt hết luôn thì cái người prosecutor cái cách người ta nói đó chậm chắc cú chữ nào ra chữ đó không có nói ào ào nữa đâu 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 nói nhanh nói mạnh mà thật ra cái cái nội dung nó không có một cái một, một cái giá trị gì hết đó là Donald Trump nói nhanh nói mạnh nói ồ ạt à, nói lấp người ta mà nói toàn là dùng tính từ đúng không à toàn là tính từ very tremendous the best ever toàn là những toàn là tính từ và trong khi không có cái gì để mà bắt up ở trên chúng ta sẽ lấy một đo là trong như vậy dạ nhưng bạn. mà tôi nghĩ bà Cambridge sẽ nói cho tay này sập mặt luôn quê luôn mà cứng họng luôn mà có thể cháu hy vọng là giống như cái ông gì ông rất là nổi tiếng ông nói đó trên khán đài mà đi bếp với bà cảm ơn xem mà thế này thế giới đó là trong sẽ explode hắn ta sẽ nổ tung ra hắn, ta, hắn sẽ, sẽ bị psychosis tức là sẽ bị lên cơn thác loạn luôn hy vọng <laughs> cháu không nghĩ là như vậy nhưng mà cháu nghĩ là hắn ta sẽ bị và xin phép, lại chương trình cho, đồng dạ. cho đỏ mặt luôn vâng xin kính à. chào quý vị vâng Dạ vâng, cảm ừ, ơn rồi. bác sĩ và cảm ơn quý khán giả đã bỏ thời gian theo dõi. Bây giờ thì chúng tôi làm chương trình với bác sĩ là 11 giờ 30 tối rồi thưa quý vị. Rất khuya, chúng tôi sẽ bỏ. À, cảm ơn bác sĩ. À, xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới thưa quý vị.